Hello, hello, đón chào các bạn đến với vòng xoay khủng long. Yeah, một năm mới đã đến rồi. Và bây giờ thì đang có một con khủng long T-Rex đang ra để nói lời chúc mừng năm mới đến các bạn nè. Cảm ơn khủng long T-Rex. Và khủng long Indominus Rex cũng đến đây để chúc mừng năm mới. Rồi, bây giờ vòng quay chúng ta bắt đầu thôi, còn chần chờ gì nữa. Rồi, đầu tiên là sẽ là ô màu tím nha các bạn. Ok, vậy thì cùng nhau mở ra cái ô màu tím này và cùng coi coi là bên trong đây sẽ có con khủng long gì đấy nha. Rồi. Xuất hiện đi nào, xuất hiện đi nào. Wow! Và trong chiếc xe màu tím này đang chở một con khủng long Velociraptor màu cam tuyệt đẹp luôn. Đấy, và con Velociraptor màu cam rất đẹp đây. Nó là một con khủng long có đôi cánh. Đôi cánh giả thôi, nó không bay được đâu. Đang gật gù cái đầu để xin chào mọi người đây nè. Đấy, rất là tuyệt vời, chú khủng long Velociraptor. Rồi, có cái hàm răng sắc nhọn chứa kia. Đấy. Rồi, chúng nó đã rất là sẵn sàng để chạy vào trong rồi đó các bạn. Rồi, vậy là con Velociraptor đi vào trong rồi. Và bây giờ đây. Những con khủng long Velociraptor rất đẹp đang bước ra. Wow. Ok, và bây giờ tiếp tục nào. Chúng ta đang có vòng quay bắt đầu. Haha. Rồi. Cùng xem thử nha. Rồi, không biết đây sẽ là con khủng long gì bên trong chiếc xe màu xanh lá cây này đây. Rồi đây, xuất hiện rồi đây. Wow, và đó chính là con Sinoceratop. Chú khủng long Sinoceratop rất đẹp màu nâu đã xuất hiện tại đây ngày hôm nay. Đây, quả là tuyệt vời đúng không nào các bạn? Rồi, nhưng mà mình hình như là lúc nãy mình còn thấy là bên trong đây có vẻ như vẫn còn một con khủng long nào đó đang chờ đợi. Và chúng ta cùng nhau xem thôi nào. Thử nha các bạn. Rồi, mình sẽ coi nha. Wow, và sau cái con gì màu đỏ đây. Và đó chính là con khủng long Triceratops kìa các bạn ơi. Wow, tuyệt đẹp luôn. Con Triceratops có 3 sừng nhưng có 2 cái sừng trên đầu là dài nhất. Ha. Wow. Rất là đẹp, màu đỏ rực luôn, mà nó còn có những cái đường vằn vằn màu đen đen trên người nó luôn kìa. Rồi, vậy là có tới 2 con khủng long trong cái xe màu xanh lá cây này. Đấy, cùng xem lại các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Wow. Và bây giờ đây chính là một bầy khủng long Triceratops bắt đầu bước ra từ cánh cửa của công viên Jurassic Park. Quá là tuyệt vời. Ok, và bây giờ nào, chúng ta đang có 4 ô màu nữa. Và đó không phải là bí mật rồi, mà là chiếc xe màu hồng đã được mở ra ngay bây giờ đây. Cùng nhau khám phá nha các bạn ơi. Rồi, cử từ từ nào các bạn, ha. Và đã xuất hiện tại đấy rồi. Đây chính là một con King Kong màu đen siêu ngầu luôn kìa các bạn.
Ồ, nó có bốn cái răng nanh quá trời là dài luôn. Đấy, rất là đẹp kìa các bạn. Ui, nó còn có một cái vết sẹo ở bên ngực bên phải nữa kìa. Wow. Rồi, và bây giờ tiếp tục vòng quay với ba màu nữa nào. Ồ, vẫn chưa tới lượt ô bí mật mà là cái ô màu cam. Wow. Cam này không biết là sẽ có con gì trong đây đây ta. À, thò cái đầu ra rồi các bạn ơi. Và đó chính là một con khủng long T-Rex rất to và đang mắc kẹt ở đây. Nhưng không sao, các bạn chờ một chút nha, mình sẽ lấy lại cho các bạn xem nhá. Đó chính là con T-Rex màu xanh lá cây tuyệt đẹp luôn nè. Wow, rất là tuyệt vời chú khủng long của chúng ta đây các bạn ơi, có cái bộ da sần sùi trên người nè. Wow, và cái những cái răng rất là dài luôn. Ôi, cái đuôi dài chưa? Rất là tuyệt vời đây. Một cái đầu rất đẹp luôn đó. Wow. Rồi, bây giờ chú T-Rex chạy đi chơi nha. Và bây giờ chúng ta hãy đón chờ T-Rex thực sự đây. Đó chính là hai con T-Rex khổng lồ kìa các bạn ơi. Wow, rất là tuyệt vời. Rồi, chỉ còn lại hai màu cuối mà thôi. Và bây giờ đây, chiếc xe màu xanh lá cây này sẽ được mở ra ngay bây giờ cho các bạn cùng xem nha. Rồi, và đây rồi, xuất hiện đó chính là con khủng long Allosaurus của chúng ta đây, màu xanh neon tuyệt đẹp kìa các bạn. Wow, rất là tuyệt vời đúng không nào? Và Allosaurus là một cái con khủng long cũng rất là hung dữ đó các bạn ơi. Xanh quá là đẹp luôn. Và đây, khi cánh cửa chưa kịp mở ra nữa thì những con Allosaurus hung dữ đã chạy ra rồi. Và cuối cùng, điều chờ đợi của chúng ta đã đến, đó chính là chiếc xe tải bí mật sẽ được khám phá ngay bây giờ. Ok, và cùng xem nha các bạn ơi. Rồi, coi nào, nhân vật đầu tiên sẽ xuất hiện trong đây, đó chính là một con Therizinosaurus đầu đàn tuyệt đẹp luôn. Wow, nó có cái người màu đỏ kìa các bạn. Đó, và những cái móng vuốt rất là dài luôn kìa. Wow, đang há cái miệng ra chờ món mồi ngon đấy. Quá là tuyệt vời. Chà, nó tới tới 6 cái móng vuốt cực kỳ dài luôn kìa. Rồi thì tiếp theo chúng ta đang đến đây và thấy có con Carnotaurus đang dần dần từ từ bò ra từ trong chiếc xe tải khủng long của chúng ta. Wow, con Carnotaurus này có hai cái sừng dài quá đi các bạn ơi. Và nó có một cái bộ da màu nâu đen nữa chứ. Ôi, và xem kia, đây chính là con khủng long cực kỳ hung dữ. Đó là con Dimetrodon. Wow, con Dimetrodon có cái vây màu cam và cái người màu xanh lá cây này cũng rất là đẹp luôn.
Ơi, không biết còn nữa không ta. Vậy là hết rồi. Trong chiếc xe tải bí mật của chúng ta hôm nay có tổng cộng tới 3 con khủng long hung dữ tuyệt vời. Yeah. Các bạn ơi, và bây giờ ở đây đang có rất nhiều những con khủng long đáng sợ. Wow, toàn là khủng long xanh mồi mà thôi. Đấy, các bạn có thấy không nào? Có rất nhiều Indominus Rex và con T-Rex. Wow, và bây giờ mình sẽ... chắc là mình sẽ thử hỏi một con khủng long coi tình hình ở đây là như thế nào ta. Xin chào khủng long T-Rex. Đấy, hôm nay ở đây tình hình là như thế nào vậy các bạn ơi? Wow, và T-Rex mới trả lời cho mình đây nè các bạn. Ủa các bạn, T-Rex nói gì? T-Rex nói rằng là hôm nay chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Đấy. Rồi. Và bây giờ thì là một con Ankylosaurus rất đẹp đây. Đấy, cái con này có bộ giáp gai rất to và cứng ở trên lưng luôn nha. Wow, và đây các bạn ơi, cánh cửa này đang được mở ra rồi. Và trong công viên khủng long của chúng ta đã xuất hiện một con Ankylosaurus. Wow, và thêm một con nữa là hai con. Rất là tuyệt vời phải không nào các bạn? Đấy. Rồi, và bây giờ tiếp tục thì mình thấy ở đây là một con khủng long Mesosaurus ha, với gương mặt rất ngộ nghĩnh và hai cái tay rất là dài. Rồi, và tiếp theo thì mình đang thấy đây là một con khủng long nhỏ nhắn rất là nhanh nhẹn, đó là con Coelophysis. Wow, đẹp quá. Rồi đến một con cá mập nè các bạn, một chú cá mập biển sâu. Wow, con cá mập này nó có những cái răng sắc nhọn chưa kìa các bạn ơi. Đấy, rất là tuyệt vời đây. Và một con khủng long này nó chính là con khủng long Apatosaurus cổ dài nha. Wow, xem kìa các bạn ơi, con Apatosaurus này màu nâu quá là đẹp luôn. Ok. Và tiếp theo đây là chúng ta đang được gặp một con khủng long Spinosaurus màu nâu với cái bay đen cũng rất là đẹp luôn đó. Quá tuyệt vời phải không nào các bạn? Wow, nó đang há cái miệng ra các bạn ơi, trông cực kỳ là hung dữ luôn. Con khủng long này có thể săn mồi được cả ở trên cạn và dưới nước luôn đó các bạn ơi. Đấy, nó có cái vây như thế này nè, nó bơi giỏi lắm. Đó, cái vây của nó có hai cái màu xanh và màu hồng. Ok, và tiếp theo chúng mình hãy gặp con khủng long này, nó chính là con T-Rex màu xanh nước biển. Wow, xem kìa, nó còn có những cái sọc màu vàng trên lưng nữa đó. Đó, quá là đẹp luôn nha các bạn. Wow, cho cái hàm răng rất chất lượng của nó kìa. Và cái con Herizinosaurus này màu đỏ cực kỳ đẹp đây các bạn ơi. Nó còn có những cái móng vuốt siêu dài cái kia. Ôi, và bây giờ khi cánh cửa công viên khủng long mở ra, đây con Herizinosaurus đang bước ra. Wow, và nó gầm lên luôn các bạn ơi. Và từ đây có một con khủng long Indominus Rex con rất là đáng yêu với cái đầu to quá. Wow.
Đấy, đôi mắt rất đẹp, màu đỏ vàng nữa. Ôi, mà nó còn có cái tiếng kêu nữa kìa các bạn ơi, gầm gừ khá là hay đúng không? Ồ, và bây giờ thì là một con khủng long săn mồi khác. Đây thì chính là con khủng long Gigantosaurus. À, con này có những cái mảng màu lan vàng trên lưng rất là đẹp nha. Ôi, tiếp theo, wow, đây chính là con Apatosaurus màu cam ư. Wow, rất là hay luôn. Rồi, và bây giờ tiếp tục đây, con T-Rex này nó đang gầm gừ. Wow, và có chỗ này để xem được mã gen của con khủng long T-Rex này nữa luôn này các bạn. Đấy, một đôi mắt rất to nha. Wow, rất là đẹp luôn. Ôi, và đây là khủng long đầu búa của chúng ta, một con Stinky Moloch rất là đẹp. Wow. Con này có cái đầu búa to ơi là to đấy, cái đầu nó cứng mà có nhiều gai xung quanh luôn kìa. Oh, và tiếp theo chúng ta đã được gặp con King Kong cực kỳ đẹp. Rồi, và bây giờ thì là một con Spinosaurus đầu đàn rất to đây nè các bạn ạ. Wow, cái lưỡi nó dài chưa kìa. Đấy. Wow, cái bàn chân còn xoay được như thế này nữa, khá là hay nha. Wow. Rồi, và bây giờ là một con Giganotosaurus phiên bản cực kỳ hung dữ luôn đây nè. Wow, rất là ghê các bạn ơi, con này nhìn rất là hung ác với những cái gai lưỡi rất dài màu cam cam như thế kia. Wow. Đấy, và đôi mắt rất là hung dữ, có cái màu vàng và màu đỏ xung quanh. Đây, và bây giờ những con khủng long Giganotosaurus bước ra. Wow, là hai con Giganotosaurus luôn các bạn ạ. Ok, và bây giờ đến lượt đây là chú khủng long Stegosaurus của chúng ta với những cái vây ở trên lưng lấp lánh rất đẹp nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi, có cái màu xanh lá cây trên lưng nữa kìa. Oh, trong gương mặt của nó rất là hiền lành luôn. Và bây giờ tiếp theo chúng ta đang gặp con Velociraptor đây rồi. Wow, con khủng long Velociraptor màu cam rất đẹp. Wow, và bây giờ là một con Indominus Rex siêu to đây nè các bạn. Đấy, rất ghê, ấn cái nút ở lưng nó còn đổi màu bột luôn kìa. Wow, nó gầm gừ với những cái răng sắc nhọn quá trời luôn. Ôi, và bây giờ là một con T-Rex con cực kỳ đáng yêu của chúng ta. Cái đầu rất to nha các bạn. Ồ, chúng ta tiếp tục gặp ở đây thì là con Triceratops. Wow, và tiếp theo đó chính là con khủng long Amegasaurus đây rồi. Ồ, cái đuôi dài chưa kìa các bạn ơi.
Wow, và có cái bộ sừng rất ngầu trên đầu của nó. Quay, rồi đến con Dilophosaurus đã xuất hiện tại đây. Đây là một con khủng long có hai cái mang to hai bên tai. Nó có thể phun chất độc các bạn, mỗi lần nó phồng cái mang ra nó có thể phun được chất độc luôn và làm tê liệt kẻ thù. Khi đó bọn chúng sẽ tấn công vào đây, bây giờ bọn chúng đi theo bầy đàn như thế này nữa. Quay, tiếp theo cùng gặp ở đây là một con khủng long này, đó là con trung kinh Osaurus nè các bạn. Wow. Rồi và bây giờ là con Canotaurus tuyệt đẹp của chúng ta với cái màu tím tím nâu nâu. Wow. Đấy, nó có hai cái sừng dài ơi là dài. Wow, rất là đẹp. Rồi và bây giờ là một con khủng long cực kỳ nổi bật đây nè các bạn ơi. Và nó chính là con khủng long Allosaurus nha. Đấy, và rồi có một con hươu cao cổ cũng xuất hiện tại đây cùng với chúng ta. Chú hươu cao cổ rất đẹp nha. Ok, và tiếp theo đấy, chúng mình lại gặp một con Canotaurus khác nữa này các bạn ơi. Wow, con này có cái màu nâu cũng rất là đẹp ha. Và xem kìa, khủng long Giganotosaurus màu xanh lá cây nè các bạn. Nó đang là lắc người rất là hay nha. Wow, và ở đây là một con khủng long Canotaurus khác với cái đôi mắt màu xanh. Đấy, màu xanh lá cây rất đẹp nha. Ok, và rồi có con khủng long Cacharodontosaurus cũng xuất hiện. Wow, con này có những cái màu sắc rất đặc biệt trên người của nó nha các bạn. Rồi, và cánh cửa của chúng ta đã được mở ra, nhốt những con khủng long Cacharodontosaurus cực kỳ hung dữ. Ok, và bây giờ đây thì là một con khủng long hình lành cũng rất đáng yêu, đó chính là một con khủng long màu kiếm. Và tiếp theo chúng ta cùng gặp con Triceratops. Ôi, cái con này đẹp quá. Nó có ba cái sừng ha, hai cái sừng dài, một cái sừng ngắn. Wow. Tiếp theo nữa là chúng ta đang gặp một con Giganotosaurus nè. Ôi, và tiếp theo nữa thì là con T-Rex ở đâu mà to thế này các bạn ơi. Chà, một con T-Rex màu nâu nha. Wow, và đây là một con khủng long rất hay. Nó chính là con khủng long có cái dạng rất là giống T-Rex, và nó chính là con Megalosaurus. Ôi, và rồi Indominus Rex đây các bạn ạ. Con Indominus Rex màu xám nha, rất đẹp nè. Và cùng chào đón anh bạn khủng long ngộ nghĩnh, đây là con khủng long Nigosaurus. Ôi, với cái cổ dài và cái đầu nhìn mắc cười vô cùng kìa các bạn. Wow, và tiếp theo nữa là con khủng long này, Elasmosaurus màu xanh nước biển.
và lại là một con trung kinh Osiris khác nhưng màu xanh lá cây. Ô kìa, chúng ta có con khủng long Dimetrodon màu xanh lá cây luôn. Vây cam à, có bốn cái chân bò rất là nhanh nha các bạn. Wow, và một con khủng long rất giống đầu bùa. Con này chính là Pachycephalosaurus đây. Tiếp theo nữa, chúng mình cùng gặp một con Giganotosaurus màu nâu đây các bạn ơi. Wow, quá là đẹp luôn. Và ok kìa, có con Stegosaurus với những cái chấm chấm màu cam trên khắp người. Còn tiếp theo đây, con gì đây? À, là một con khủng long T-Rex nhỏ nhắn đáng yêu màu xanh nước biển. Wow. Rồi, và con T-Rex này to chưa nè các bạn? Đây là một con T-Rex xanh lá cây với gương mặt rất đẹp nha. Và cái da xanh xui. Đấy, và rồi hai con T-Rex này không hiểu tại sao lại đánh nhau rồi các bạn ạ. Wow, rất là gay cấn. Ghê quá hai con hút. Rồi, và bây giờ đây thì là một con khủng long T-Rex màu xanh lá cây. Wow, và cái con này rất là giống một con chim, đó là con Quetzalcoatlus. Tiếp theo đây chính là một con khủng long Velociraptor con nha. Ok, và một con sung dưới nước đây, khủng long ở dưới nước siêu to này các bạn. Nó chính là con Elasmosaurus cổ dài. Lại một con Elasmosaurus nữa giống y chang cái con nãy luôn. Đây, cổ dài và mắt màu đỏ nha. Và tiếp theo đây bây giờ thì chúng ta đang được gặp một con khủng long. Đây là con Deinonychus màu xanh đậm cực kỳ đẹp với cái màu đỏ và đôi mắt màu vàng. Rồi, và cùng gặp Mosasaurus tại đây luôn nha các bạn ơi. Con Mosasaurus này có cái miệng to quá nè, chắc là nó có thể bắt được mọi con vật nào sống ở dưới nước luôn đó. Rồi chúng ta tiếp tục gặp con Sinoceratops. Còn đây là con Deinonychus. Đó, con Deinonychus của chúng ta có cái màu xanh lá cây cực kỳ đẹp. Và cái miệng cũng khá to ghê ha. Và bây giờ là con Velociraptor nổi tiếng, đó chính là con Velociraptor Blue, cực kỳ đẹp. Wow. Hãy xem đôi bàn chân rất đẹp của chú khủng long này. Rồi cái này xem được mã gen luôn nè. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn ơi, con Velociraptor cực kỳ đẹp đây. Wow, và tiếp theo chúng ta đang có con này, một con Therizinosaurus. Ôi, và có lẽ là video của chúng ta đến đây phải hết rồi các bạn ơi. Rồi, mình có một con Dilophosaurus ở đây, và mình với con Dilophosaurus này phải nói lời chào tạm biệt rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình để cùng xem thêm những con khủng long mới thật đẹp nha. Bye bye.